Rồi, xin chào tất cả bác nhé. Đó, nay thì chả còn gì nữa để bán đâu nha bác, có một số cái đồ này thôi ha. Đó. Một số cái đồ này. Đó, cái này đi bãi thì vớt vát được còn được hai cái nha bác. Vớt vát còn được hai cái thôi. Rồi, kho ga Ricoto này. Đó, video trước là có bán này ha. 28.000. Vẫn còn vớt vát được. Rồi, hay rồi, video trước này đã có rồi ha các bác. Nó cái này thì 150k một cặp này. Phôi titan nữa ha, xử lý thuốc rồi ha. Rồi cái này 150 này, đó. Rồi đặc biệt là hôm nay ở đây có cái phôi của Damascus đó ha. Đó, mã số 3 220k. Cái này là cái phôi phôi da của Damascus nha các bác. Cái này ngày xưa bán xong rồi giữ lại dùng ha. Đó, ngày xưa bán rồi giờ giữ lại tính để dùng mà để mài ha các bác. Đó, mà làm biếng quá mang ra kỹ bán luôn nha các bác. Đó, đây là, tính để mài luôn nè. Đó, mà làm biếng quá phôi Damascus nha các bác. Lưỡi của nó là 15.5 ha. Bản 3 phân nha các bác. Rồi con này dày 2 ly ha. Phôi Damascus. Tổng chiều dài của nó là 27 cm nha các bác. Đó, giá 220k ha. Đó, yêu cầu bác nào mà mua cái phôi này ha, phôi này về là phải biết mài và biết lên vân cho nó thì mới mua nha. Chứ còn nếu mà bác nào mà không biết mài ha, mà không biết lên vân cho nó là các bác mài ra nó như cái cục như cái dao bình thường hoặc là em không đồng ý đâu ha. Biết mài, biết về Damascus thì cũng mua giúp em ha. Chứ còn không mua về là phí mất cái phôi dao Damascus thì ha các bác. Mua về các bác xử lý hỏng là coi như là phí mất cái phôi đi. Phôi này giá trị lắm ha. Đó, em không mài được nhường lại cho các bác mài nữa ha. Quan trọng nhất là cái khâu mà lên vân đó các bác. Nhúng thuốc hoặc là mài đá siêu mịn ha. Phải nhúng thuốc hoặc là mài đá siêu mịn thì lên vân được ha. Cái này là hình như là thép VG Max VG10 gì này. Max VG biết gì đó. Đó. Cũng mấy năm rồi ha các bác. Mấy năm rồi giờ bán lại cái này. Còn một cái duy nhất là cũng tính để xài đó. Đó, vân dấu búa rất đẹp. Mấy năm rồi mà nó chưa bị sét bị sủng gì luôn này. Vân dấu búa ha. Lưỡi 16. Bản 3 nha các bác. 2 ly, dày 2 ly ha. Đó. Vân dấu búa rất là đẹp. Mã số 4 200k. Rồi mã số 5 170k, dao của Kai. Nè. Hình như bước chân con mèo nè. Bác nào mà mua dao phong thủy, bác nào tuổi mèo mua dao con mèo về xài ha các bác. Tuổi mèo tức là 1988 đó ha. 1999 88 1999. 2000 nè. Đó. 170k thôi, đó, chưa xài nè. Đó chỉ xài nhìn cái lưỡi của nó nè. Sáng bóng người ta chưa xài ha. Đó. Dao hình con mèo. Phù hợp phong thủy cho các bác tuổi mèo luôn. Lưỡi 17 ha các bác. Bản 4 4 rưỡi. Con này dài ly rưỡi nha các bác. Đó. 170k. Rồi, em để ba siêu VIP này. Chà bá lửa. Lưỡi của nó 20 năm ha, 20 2005 này. Đó. Bản 5.5. Bản 5 năm.
Rồi mà dài một phân luôn vãi thật. Dài 10 ly luôn yếu hắc. Con này điện thoại này bên đây lấy nét của app ở đó. Vãi thật không? Nè, dày đo ngay tại khúc này đó ha. Khúc trong này dày hơn nè. Cán nè. Khâu của nó là khâu đồng ha, đồng đỏ. Khâu đồng đỏ nha các bác. Tức là đồng nguyên chất đó, chứ không phải là cái đồng không phải là nó không phải đồng thau ha. Dao này thì của nghệ nhân Fukuda rèn. Chưa xài nha bác. Chưa xài, chưa mài gì hết luôn ha. Đó. Nguyên ri nguyên bản này đó. Rồi, giá nó 1,2 triệu nha. Rồi số 7 ha. 7 là cái xẻng 300k. Đấy, còn nguyên cả sơn cả tem ở trên này thì nó bong sơn rồi ha. Đó. Lưỡi này còn zin nè, nó còn cái cạnh chéo của lưỡi luôn hả các bác. Đó. Con này xẻng nhỏ đó, ha, bản nó có 16 thôi ha, bản 16 thôi. Đó. Nhỏ phù hợp cho mấy bác phù hợp mấy bác đi xe hơi đó ha. Đó, phù hợp cho mấy bác đi xe hơi mà bỏ vào trong lỡ mà xe nó có lầy lội gì đó, thì xúc đất xúc cát thì chèn bánh ha. Tổng chiều dài 80 nha các bác. Tổng chiều dài của nó 80 thôi. Đó. Nước sơn zin luôn. Đây. Nó coi tổng thể của nó đây ha. Rất là đẹp ha. 300k. Rồi, mã số 8 290k là một cây kéo cắt cành luôn. Kéo cắt cành ha. Đó. Chưa xài nè. Lưỡi của nó em chưa vệ sinh luôn. Đây đây. Đó. Không phải nó mẻ đâu ha. Nó bị bám cái gì đó. Bám nhựa ấm nhỉ. Chưa xài nước sơn, chưa xài mới này. Mới thì thôi chứ. Đó, tem. Chưa xài nha các bác, cái này chưa xài luôn á, chưa cắt cái gì luôn á. À, chưa xài, chưa cắt gì luôn á, nè. Chưa một vết cắt luôn ha. À, nếu mà cắt thì nó sẽ có cái vết nhựa đen là bám ở đây ha các bác. Đây chưa cắt luôn này. À. Chưa cắt sơn mới. Trời vãi trưởng thật. Con này tổng chiều dài của nó là 72 ha. Tổng chiều dài 72. Mã số 8 290k. Rồi, mã số 9 320k. Cũng là một em kéo cắt cành ha. Đó. Em này em cắt dạng cộng lực ha các bác. Đây. Đó. À, con này cũng mới chưa cắt luôn. À, lưỡi của nó này. Chưa có một vết gì luôn hả các bác. Nếu mà cắt là sẽ nhìn thấy cái chỗ này nó sẽ mất sơn ha. Rồi này chưa cắt luôn này. Đó. Mới một cách bãi trưởng. Cây này thấy gọi là rút ra được này. Đó. Bấm vô. Rồi, rút ra. Hai bên ha, hai bên đều rút ra được ha. Đó. Rồi cái này đo tổng chiều dài rút ra của nó ha. Dài 1 mét nha các bác. Đó, rút ra dài được 1 mét đó ha. Rồi cái này 320k. Đó, mã số 9. Mã số 10 ha. Số 10 là một em kìm cắt
cắt kẽm, cắt thép, cắt bất kể một cái gì ha. Đó. Cắt cáp. Giá con này là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu, mã số 10. Đó, hàng của MCC. MCC. À, nó nặng chả bán lửa luôn. Đó, cái lưỡi của nó này chưa bị gì hết luôn ha các bác. À. Con này nó nặng tới 6,5 kg. Các bác tưởng tượng nào, nó nặng 6,5 kg ha. Đó, 900 mini. Cắt cáp 9 ly đó. Khiết thật. Nó nặng một cách. Đó, ở đây rin hết đó, ốc ác rin hết đó. Đó, ở đây nó có hai con ốc để chỉnh chỉnh độ mở của kéo nữa này ha. Hai con ốc chỉnh độ mở của kéo này. Đó. Rồi, con này 1,1 triệu nhá. Rồi. Y12 370k. Đó, là một em vít đóng ha. Koken thì Japan ha. Attack. Kade River thì Koken Japan. Đó. Ở cái đầu này của nó cũng của nó luôn ha, đầu rin của nó này. Cũng Koken này ha. Koken 8 Japan. Rồi, vít đóng nhá. 370k. Rồi 13 210k. Đó, em kéo bướm mà kéo bướm đúc ha các bác. Cái này em chưa vệ sinh ha. Họ để nguyên cái nước sơn rin của nó này. Tại vì con này nó không bị rỉ ha, không bị rỉ sét cho nên là cũng không không vệ sinh đi ha. Nếu mà vệ sinh đi nó sẽ trắng nha các bác. Nó sẽ trắng, nhưng mà em sẽ để nguyên rin như này để cho các bác cảm nhận được cái nước sơn rin của con này nó sẽ màu nó sẽ như thế nào ha. Đó. Nước sơn rin để nguyên cái nước sơn rin của nó màu như nào. Vệ sinh mỗi hai cái mặt kéo này thôi nè. Đây ha, lưỡi của nó đây. Rồi, con này 210k, mã số 13. Rồi, mã số 11. 320k. Cái này không biết để đóng cái gì đây ha các bác. Đây nó có cái gì này, cái này như cái lá ống gì đó hay là cái này là cái gì đó, nó có, chỗ này nó có ren này ha, xoáy ren gì đó. Đây thì nó có cái tay, có cái tên tay tự động này ha, lên xuống gì đó. Rồi, 320k ha. Rồi, kính ở đây thì vẫn còn nha các bác. Đó, giờ chỉ còn màu trắng thôi ha. Còn duy nhất được cây một cái màu đen thôi. Kính bảo hộ của Tajima nha. Kính bảo hộ của Tajima này. Cái cây này màu nó hơi hơi ngà ngà ha. Cây này màu nó hơi ngà ngà. Nó không trắng mà màu nó hơi 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 ngà ngà một chút xíu. Thì nó chỉ có hai mẫu thôi ha, một mẫu là cái gọng của nó như này đó, còn một mẫu là cái gọng của nó như này, cái gọng của nó chùm hết ha các bác. Đây ha, gọng nó như này, đây này, đó, gọng như này và một cái thì gọng nó như này đó, còn duy nhất một cái màu đen thôi ha. Rồi, đồng giá 150 cái ha. Ở đây thì có mấy cái gác dao này, giác dao 140, bao củ quả 130. Rồi, mấy cái cán dao này cũng 60.000 ha, 60.000 cái cán dao. Bác nào mua phôi về thì chưa không biết làm cán dao hoặc ở thành phố thì biết gì đó. Không cán dao có thể mua ha. Ổ điện 60. Rồi phích cắm là 20. Đó, cái dao này là 130k ha. Ây da. Dao 130k. Rồi, nay thì có một số cái đồ nghề vậy thôi ha. Đụng cái muốn đứt cái tay này, vãi thật. Rồi, có một số đồ nghề thôi ha. Rồi, bác nào mà thấy giá cả hợp lý thì ủng hộ em ha. Rồi, cho em xin một like nha các bác. Rồi, chào tạm biệt các bác nha.